Alo, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel của mình là Lộc Sutoki đây. Hôm nay Lộc sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.13.2 các mọi người. Trước khi bắt đầu trận chiến với Romander thì mình sẽ đi sửa đồ lại cái đã. Tại vì có một vài bạn kêu mình sửa đồ trước khi đánh đây. Ok, bây giờ thì qua chỗ anh Giang thôi. Đấy, mình có farm ít kinh nghiệm rồi. Các bạn kêu mình đánh rồng bằng giường ấy, nhưng mà mình không có đồ bảo vệ khỏi vụ nổ cơ mà. Đấy, nhiều khi mình đánh nổ giường cái mình chết luôn thì mất công lắm các bạn. Đấy, cho nên dùng kiếm đinh ba và cung thôi. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ sửa trước nha. Sửa cái áo trước đi. Đó. Cái áo này. 1 2. Ô, sửa hai cụm cương đó các bạn. Thì ba cụm cương nó cũng đâu thêm mình nhiều đâu đúng không? Đấy, cho nên sửa hai cục thôi. Đấy. Tiếp theo là cái quần này. Cái quần mình chỉ có cái dòng chầm hẩm thôi, nó không có bảo vệ luôn ấy. Một cục. Hai cục, ok, dùng hai cục luôn. Giò cũng sửa luôn các bạn. Đấy, sau khi mình đánh đồng ấy, mình sẽ cố gắng đi xuống cái mấy cái kiểu như là thành phố ở dưới đèn đấy các bạn. Đấy, để tìm mấy cái đồ mending. Rồi tiếp theo là mình sẽ sửa cây kiếm hay không ta. Cũng được ấy, mình sẽ thử sửa cây kiếm nha. Vì thay lỗ vậy mình phải grab cây kiếm mới các bạn. Đây, cây kiếm đây. Đó. Mình thử enchant có được dòng gì nè. Chồng hỏng ba. Thôi mình ép vô cây này cho lành luôn các bạn. Đấy, rồi cúp thì chưa cần đâu. Đấy, tạm thời mình sửa như đây thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đi xuống cổng địa ngục và qua bên chỗ cổng kết thúc nha. Đấy, mình có làm một con đường đi qua bển rồi các bạn. Ok, bây giờ hẹn gặp các bạn khi mà mình xuống dưới địa ngục nha. Ok, mình đã đi xuống địa ngục rồi đây. Đấy, trong thời gian gia tập mình đã làm một cái đường ray ấy, để đi thẳng qua cái chỗ cái cổng bên kia kìa. Đó, mình cũng có trang trí mấy cái đèn bí ngô phía trên đó các bạn. Mình không có nhiều đá phát sáng cho nên dùng đèn bí ngô để thay thế cũng được ấy. Rồi trong đây là mấy cái đá địa ngục mình đào được này. Rồi bây giờ thì đi thôi. Đó. Chỉ cần gì cả ngồi lên nhà nó sẽ chở mình tới nắng luôn nha các bạn. Đấy, mấy cái đường ray này là mình lụm ở dưới cái gì ta, cái khu mỏ vô quang ấy, chứ mình craft thêm một ít cái đường ray tăng tốc để cho nó chạy nhanh hơn đó các bạn. Đó. Rồi ở phía trước kìa. Đấy, đây là cái cổng để đi tới cái strong hole các bạn. Ok, tới nơi rồi. Đấy, rồi giờ đi vô thôi. Ok, đã tới nơi đây. Bây giờ mình sẽ sao ta, lấy một ít đồ coi. Hay là mình đem cái gương xuống dưới luôn ta. À, cũng được các bạn. Kim cương mình quên để nhà nè. Trước tiên mình cần bóng tuyết này, đinh ba, táo vàng này, rồi thuốc hòa máu, nhìn trong bóng tối chạy nhanh sức mạnh. Đấy, mọi thứ mình lấy một ít thôi các bạn, để nhiều khi mình chết ấy mình còn để dùng tiếp ấy. Đấy, TNT này, rồi enderpearl lấy tầm 2 cái thôi, lấy hết cũng được, tại vì xuống dưới mình có thể farm thêm enderpearl các bạn. Ok, như đây được rồi. Gương hả, gương để ở đây đi. Sắt cũng vậy luôn, kim cương các kiểu này. Đó, mấy cái giặt giặt để đây. Đó, rồi ok, bây giờ xuống dưới thôi. Ok, đủ đấy. Giờ mình cần đinh ba cung. Đấy, xô nước mình có đem theo hai số các bạn. Rồi giờ phải sắp xếp đồ trước, không thôi xuống dưới mình quýnh quá mình làm không kịp đâu. Ok, đi thôi. Cúp mềm mại đây. Đó. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi xuống nha. 1 2 3. Boom. Đó, được thành tựu kết thúc rồi đấy các bạn. Ô, bây giờ mình phải phóng ở đây này. Rồi đào lên các bạn. Rồi. Giờ mình sẽ dùng thuốc chạy nhanh đi. Ó, gồng kìa các bạn. Đây, đầu tiên mình phải phá mấy cái crystal trước các bạn à. Mình ăn vô cái đã. Ăn bánh mì đi. Nào cần thiết mình phải dùng táo các bạn. Đấy. Rồi giờ dùng bóng tuyết mình chọi nha. Ui, nó bắn. Đó. Đây. Ui, no. Phew. Đấy, mình phá hết mấy cái kiểu như cái viên ngọc đó các bạn. Đấy, mình mới đánh nó mất máu được. Không có nó hồi máu được ấy. Đó. Đấy. Cái thằng kia. Boom. Ôi trời ơi. Ờ chết rồi, mình quên lấy thủy tinh rồi. Quên lấy thủy tinh để sao ta, lấy cái hơi thở của rồng các bạn.
Ồ, lần này giờ mình quên rồi. Để lần sau mình giết mình sẽ nhớ đem ra. Ơ, không trúng kìa. Oh man. Trời nè. Ui. Ui nó khóc quá trời kìa. Ô mình nãy giờ mới chọn được có hai cái rít toàn thôi. Bây giờ mình sẽ đặt cầu thang không ta? Ok mình đặt cầu thang đi lên cũng được các bạn. Rồi, đi lên. Đấy, lẹ không thôi con cọng nó quýnh đó các bạn. Ui nó đánh kìa, nó đánh kìa. Ngó thấy không? Ô nó nổi cái mắc hết hai cầu thang rồi. Oh my god. Lẹ. Giờ nó đánh là mình té là chết đấy các bạn. Ui nó quýnh kìa. Đó, rồi, đây. Ui bị nó chặn được rồi. Giờ để mình lấy mấy cái cầu thang lại các bạn. Tại mình đem theo có một ít à. Giờ đi xuống lẹ. Da. Ăn vô. Lẹ. Rồi, hồi máu. Đây. Tiếp theo là mấy cái này. Bắn này. Chút không? Ui. Mình bắn mấy cái này tệ lắm các bạn. Mấy bắn này. Mày này. Ui gần trúng rồi, trúng rồi. Ui. Mày này. Oh man. Để mình bắn khi nào bể thì thôi. Bắn khi nào bể. Đấy. Rồi còn 1 2 3 cái nữa. 4 cái nữa. 5 cái luôn. U còn nhiều lắm các bạn. Bắn cái này đi. Mày này. Mày u đừng nhìn vô cục đó. Đây. Bây giờ mình quýnh nó chưa được các mà. Tại vì nó còn mấy cái pha lê này này. À bây giờ mình sẽ sao ta? Đi lên các bạn. À không, đi gì thì hơi lỗ. Đi đây này. Đó. Lẹ. Trong lúc nó đang đáp xuống các bạn mình phải đi lên liền. Đấy, để không thôi nó quánh mình đấy. À, bây giờ mình sẽ dùng cây cúp để mình đào cái này ra. Vậy. Oh my god. Xém nữa thì ngõ rồi các bạn. Oh my god. Phải thủ sẵn TNT ra để mình đặt TNT trên các bạn. Đấy. Rồi sau đó mình đặt TNT đây. No, lẹ. Rồi đặt nút lên. Ô không được, lẹ. Ui. Già nó quánh đau quá. Đúng redstone. Đây. Rồi, lên lại. Đấy mình đập xong cái là mình đi xuống luôn các bạn. Đấy. Chứ ở trên đây mình đập là nó sẽ dính rất là nhiều đam luôn. Đó. Ơ. Rồi đi xuống. Đó. Đây. Tiếp theo. Đấy còn cái trụ này và cái tượng đó. Ui rồi xong. Yay. Oh my god. Nó hát tung rất là cao luôn các bạn. Đó mấy con Enderman dí nó kìa. Chúng không. Ui. Dạ. Ăn táo vô. Ui nó bắn kìa. Căng quá. Oh my god. Mình không biết chế tạo cái. Ủa gì mình chưa chế tạo được cái thuốc gơi chậm các bạn, cho nên mấy con rồng Ender này hát một cái là thôi xong luôn. Ui. Ủa, con Enderman nó quýnh mình kìa. What the hell. Kiếm chuyện không mày. U nó quýnh đau cực luôn các bạn. Nãy mình phải ăn táo vô đây. Uống thuốc chạy nhanh luôn. Đó. Rồi tiếp tục. Bây giờ mình phải phá 1, 2. Ui. 2 cái, 3 cái. 3 cái tháp nữa các bạn. Ui không trúng kìa. Mày này. Ơ gì mà không trúng được các bạn. Mày này. Đấy. Đây. Còn cái tháp bên kia nữa kìa. Mày này. Ui. Nó có nghe Enderman bay tít trời luôn. Mày này. Cố lên. Gần rồi các bạn. Đó thấy không, thấy con gọng nó hổ báo chưa. Ui.
Ơ, mình hết tóc vàng rồi, mình phải lấy thêm tóc vàng mới được. Đấy. Rồi. Tiếp tục. Rồi, để coi còn cái trụ nào nữa, cái này và cái trên đó phải không? Vậy là phải sao ta? Mình sợ mình bắt cầu thang lên đấy, nó lại quýnh nữa các bạn à. Giờ thử bắt chọi cầu tiết. Yay. Đó, cầu tiết chọn tới. Ok, làm liều luôn. Đấy, đặt cầu thang lên. Lẹ. Dạ. Ồ, nó kìa, nó đang bay kìa. Nguy hiểm quá các bạn. Tại vì không có thuốc chữa chậm mình cũng hơi lo ấy. Đó, cái này phát rồi à. Vậy còn cái này thôi. Ui. Oh my god, xém à. Giờ mình sẽ phóng qua đây. Đó, rồi sẽ đập ra. Đấy, TNT và nước redstone. Đây và đây. Xong, đi xuống. Vậy hoàn thành đấy các bạn. Hết mấy cái crystal đấy. Giờ mình quánh nó thôi. Lúc đầu ấy thì mình sẽ dùng gì ta? Đinh kiếm nha các bạn. Ở về sau ấy, khi mà nó gần chết mình sẽ dùng đinh ba đập nó luôn. À. Rồi. Để đợi nó xuống thôi. Lấy cung ra bắn nó nè. Cung đâu? Đây. Đấy, giờ mình sẽ cầm kiếm đánh nó. Đấy, kiếm mình rất là mạnh luôn các bạn. Đấy, đập nó làm khúc máu luôn. Đây. Tí nó gần chết ấy mình sẽ dùng đinh ba để đập nó. Đây. Ui. Hiểu quá. Rồi, cây này hình như có nhiêu đam ta? 9 đam luôn các bạn. Nó thua cây kiếm một xíu thôi. Nãy giờ cầm cung bắn nó này. Mày này. Mày này. Ui. Rồi mình sẽ dùng thuốc sức mạnh này. Đó, mình đập nó. Đó, thấy cây đinh ba mạnh chưa các bạn? Đó, mình phóng được luôn nè. À, quên, cây này phóng gì cũng được. Đinh ba đập luôn, không cần kiếm. Đó, đánh nó gần chết đi kìa. Nó đáp chừng 2 lần nữa là mình hạ được nó các bạn. Vậy mình quên đem lọ nè, nãy mình quên. Không sao đâu, lần sau thì mình sẽ đem. Mày này. Đáp hả con? Đáp rồi hả? Vậy, một hit rồi. Mày. Mày bay đi đâu? Mày hả mày? Đậu lại hả mày? Mày. Nó xuống. Tiếp. Mày. Ok, chắc lần này là hạ được luôn các bạn. Đấy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chết này. Quá trời kinh nghiệm luôn này. Đó. Phải chưa. Ô, mình lên cấp 68 luôn rồi, 69 luôn rồi. 71 luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái trứng rồng trước nha các bạn. Đấy bao lại. Rồi mình sẽ lấy cái cấp đà ra. Oh man. Chưa dùng hết thuốc nữa các bạn. Đấy. Vậy, cuối cùng cũng hạ được rồng rồi. Đấy. Rồi giờ lấy cái trứng trước. Để về thờ các bạn. Đấy, giết xong đem về thờ. Đấy, sắp tới chắc có thể mình xây nguyên cái đền để kiểu như trưng bày cái trứng rồng ấy. Rồi đào tiếp. Đó, gần xong rồi. Đây, 1, 2, 3. Không biết mình có đem theo cái bít tông không nè. Ồ, không có đem bít tông rồi. Giờ đầu tiên mình chụp phải vô nó trước nha các bạn. Đấy, sau đó đào lấy cũng như sỏi gì đây. Đó, mình sẽ cắm đuốc ở phía dưới. Boom, dạ, búp, yay, thế hệ mới, đấy, được cái thành tựu đó các bạn. Xong, sao ta? Rồi, giờ thì đạo này ra đi. Đấy, để đi trở về thế giới Vanilla bình thường ở dưới các bạn. Đấy, ở tập sau ấy, mình sẽ đi khám phá cái gì ta? Thành phố dưới kết thúc ấy, thành phố kết thúc. Yay, đó, đây là cái kiểu như trailer ở cuối game các bạn. À, chắc các bạn cũng biết rồi phải không? Ok, chắc mình skip qua lần này nha. Đấy, Minecraft Java Edition này. Rồi. Yay. Đó. Rồi. Xong, vậy là trở về thế giới bình thường đó các bạn. Đấy, đây là chỗ mình spawn ra nè. Ô, kinh nghiệm đây. À, kiểu như nó gớt ra bên đây các bạn. Yay.
Rồi giờ ngủ cái đã. Ông quên nữa cái gì ta, cái giường mình để bên kia rồi. Ok, giờ mình sẽ trở về cái nhà mình rồi ngủ thôi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đặt cái trứng rồng ở trên giường ngủ của mình. À, đặt ở đây. À, đây đi. Và búp. Đây, còn cái đinh ba thì mình nhét vô đi các bạn, tại vì mình chứa dòng đinh đây. Mình xài nhiều khi mình xài không để ý nó vỡ thì tiếc lắm. Ok, bây giờ mình sẽ làm cái chỗ mà đưa mấy nhân làng đi gai, tại trong đó quá trời rồi. Mình phải kiểu như mở rộng ra. Mình không biết mở rộng nó có ảnh hưởng gì tới cái farm không nữa. Nhưng mà không sao đâu. Giờ mình sẽ làm thêm một ít cái hàng rào. Đó, để mở rộng ra chỗ đó ra thiệt là bự luôn. Đó. Ơ. Nhà mình thiếu gỗ. Đây. Rồi, đó làm hai. Búp. Xong. Rồi, sau đó ra ngoài mở rộng chỗ đó ra thôi. Đấy. Tại vì mấy anh dân làng mà áo xanh lá cây đây này không có trao đổi được gì hết các bạn. Đấy, cho nên phải đưa mấy anh ra chỗ khác. Đấy, mình định gì? Định thủ tiêu mấy anh luôn nhưng mà thôi đi. Làm gì thì hơi ác các bạn. Đấy. Rồi. À cái này đụng cái gì cái hồ rồi. Không được không được, phải mở rộng về hướng bên kia các bạn. Đấy, mấy anh cứ gia tăng dân số liên tục thôi. Đó. Mình sợ cái chỗ này sắp tới là nghẹt luôn đấy các bạn. Rồi, mình sẽ mở rộng về hướng bên đây nè. Đây. Đó. Đây. Rồi, đào ra. Tạm thời đào luôn đi. Là một cái đường đó các bạn. Đó, cách găm ô nữa. Tại nhiều khi con zombie nó thấy nó chèo vô được đó các bạn. Cho nên phải cẩn thận mới được. Đấy, chỉ cần một con zombie lọt vô là mình không còn một anh dân làng nào luôn á. Rồi. Đó thì mở rộng ra thôi. Đấy, bên đây mình dự định là cho mấy anh nào mà không xài được ấy. Đấy, qua bên đây này. Tách biệt mới được. Rồi, mở rộng hướng này nữa. Đây, đúng rồi. Đây, con gà mới đẻ nữa cơ. Sắp tới chắc mình phải làm một cái chuồng gà riêng các bạn. Tại vì chỗ farm gà kia mình không có lấy trứng gà được. Đó. Rồi, tiếp theo là chặn ngang. Rồi, cho mảnh bự bự lên xíu này. Rồi, chạy ra đi mấy anh ơi. Đó, rộng hơn đấy. Đây. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu lọc nha. Mình sẽ dùng cái xe mỏ này. Và đường ray. Đấy, dùng hai cái này thôi. Đây và sao ta, một block ở đây nữa. Đây đi. Đó. Rồi anh này đi ra. Đây. Ồ, phải đặt một cái đường ray tăng tốc trước các bạn. Đó. Ray ở đây và ở đây. Sau đó cắm đuốc lên để cho nó phát sáng ngay. Rồi. Bắt đầu đi lên đây và đi ra mấy nuôi. Mình sợ mình đặt qua cái mấy anh dân làng này lại chạy qua này. Không biết làm gì có ổn không nữa. Rồi hy vọng mấy anh kia không có chạy ra nha. Rồi đặt xe mở xuống. Rồi đi anh ơi. Vậy một anh rồi. Rồi sau đó mình sẽ chặn lại để cho mấy anh kia đừng có leo ra. Đó. Xong. Rồi đi vô đi. Mấy anh dân làng mà kiểu mà áo xanh này là mình sẽ đem qua đây hết, không để bên kia chung với anh này được các bạn. Đó. Mình chờ mấy anh nào có thể sử dụng thôi. Đó. Cái này phải đập ra đó. Vậy. Đập ra. Rồi đi vô anh ơi. Rồi. Vậy. Xong. Ok, vậy là mình sẽ áp dụng cách này và đưa hết mấy anh áo xanh lá cây này qua đây luôn nha các bạn. Ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình đưa mấy anh qua đây nha. Ok, cảm ơn. Sau một hồi lâu thì mình đã dời được mấy anh dân làng áo xanh qua bên đây. Và mấy anh dân làng còn lại thì vẫn giữ nguyên bên đây. Và nó còn hoạt động bình thường nha các bạn. Đấy, mình cứ tưởng nó không hoạt động nhưng mà không sao đâu. Nó vẫn hoạt động bình thường thì sắp tới ấy, nếu có nhiều anh dân làng áo xanh này mình sẽ dời hết qua đây, không để bên đây đâu. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu trang trí cái chỗ nấu đồ chứ. Chỗ nấu đồ lại nha. Tại hôm rồi mình chỉ mới xây cái khung thôi. Đó, mình cũng vừa làm thêm ít cái trụ này. Sau đó mình sẽ đặt đá gạch, gạch đá ở phía dưới. Ok, đặt gạch đá ở phía dưới đi. Đấy. Rồi tiếp theo là dùng gỗ con sam này ốp lên. Đấy.
Nhìn cũng ok đấy. Ok, vì là tương tự với mặt bên kia luôn nha các bạn. Oh my god. Con skeleton mới bắn chết Reaper các bạn. Đấy, nó rơi ra cái đĩa luôn kìa. Đĩa nhạc á. Mình chưa biết gáp cái thùng nhạc sao nữa. Ok, giờ mình ngủ cái đã. Rồi ok cảm ơn. Sau một hồi thì ui Reaper. Hết hồn mà. Nó trùng màu với cái mía các bạn. Đấy, sau một hồi thì mình cũng đã xong cái phần máy rồi. À, tiếp theo là ở trên này này. Mình dự định sẽ sao ta? Mình chưa biết phải làm như thế nào ở phần phía trên đó các bạn. Có lẽ là mình sẽ kiểu như làm phần máy công giống như vậy này. Mà trước tiên cái phần này mình sẽ nối nó lại. Đấy, nối nó lại trước đi. Đây 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 còn. Ui da. Đấy, kiểu như nối hai cái này lại trước. Rồi ở phần trên này hả? Có cần phần trên ta? Chắc mình không cần phần chủ này đâu các bạn. Mình đập ra đi. Đấy, làm cho đơn giản thôi. Làm phức tạp quá một hồi nó lại sai đấy. Đấy, cho nên làm đơn giản thôi. Đập này ra. Đó. Ui ui. Thì tỉnh. Té nữa rồi. Rồi. Đây, đây. Đây. What? Sao lại thành số chẵn? À, như mình sai chỗ nào thì phải. Đây. À đúng rồi. Đây, đó, gì là tập này ra. Đấy. Xong, còn mấy cái trụ này sẽ đập ra luôn. Đấy, không cần đâu. Bữa hổm mình tính làm tầng 2 các bạn nhưng mà cái chỗ này không thích hợp rồi. Ok, giờ dọn ra thôi. Đấy, càng đơn giản càng tốt các bạn. Đây. Đây, đây, đây và đây. Xong. Tiếp theo mình sẽ ốp lại giống như cái này là ok đó các bạn. Hoàn thành phần máy của nhà kho đấy. Hẹn gặp lại các bạn khi mình ốp xong chỗ này nha. Rồi, ok. Mình đã hoàn thành nốt cái chỗ nhà kho rồi. Đó. Phần tiếp theo là mình sẽ trang trí mấy cái này này. Để coi mình sẽ thử đặt cái tường đá nè các bạn. Đấy, đặt như vậy. Đấy. Tường đá có vẻ không hợp cho lắm. Nếu tường đá không hợp mình thử dùng mấy cái hàng rào gỗ thử xem các bạn. Ok, vô nhà trong nhà lấy cái hàng rào gỗ coi. Rồi. Ok, mình đã ốp xong phần trên rồi. Mình ốp slab nữa trên các bạn cho nên nó không có spawn quá ở phía trên đâu. Đấy, giờ mình sẽ vô mình làm ít cái đèn redstone này. Từ cái đá phát sáng cũng như là bốn cục redstone thì phải để làm cái redstone lamp ấy. Đó, thắp ở trên là hết sảy luôn các bạn. Đây 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 đây, một cục và một cục đủ không ta? Đây tạm thời làm một cục trước thôi các bạn. Đó, rồi bỏ vô bàn chế tạo. Redstone đây. Và một cái cần gạt luôn nha. Đó, rồi quăng bánh đặt vô thôi. Rồi, đấy, vậy là đã phát sáng rồi đấy các bạn. Rồi, up lại. Yep. Ha ha. Đấy, được một cái đèn rồi. Nhưng mà nó hơi bị lệch thì phải. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ô, cái này là một số chẵn các bạn à. Một số chẵn á, vậy là mình phải dời rồi. Giờ nó vô đây và một cái ở đây. Ok, vậy để mình vô mình grab thêm một cái rồi đặt ấn chẵn luôn nha các bạn, để cho nó nhìn nó đẹp hơn ấy. Úp dài. À, như vậy là hệ thống thắp sáng cũng đã hoàn thành rồi. Đấy. Ở phần sau này khi nào mình rảnh thì mình cũng up lại luôn các bạn. Để đừng cho nó nhìn thấy mấy cái cỏ này này. Nhìn hơi kỳ. Đấy, giờ mình thử coi. Coi nó có hoạt động không. Không có gì để nấu này. Thử sao ta? Nấu than đi. Đấy, để test hệ thống lại các bạn. Tại hôm gà mình lưu bu không biết nó có bị lỗi gì không ấy. Nãy giờ đập phá cái kiểu. Rồi chạy đi. Ok ok, nó vẫn chạy bình thường các bạn. Đấy. Rồi tiếp theo mình sẽ đặt ở đây một cái item frame. Đó, và đặt cái lò vô.
bước ấy để biết đây là cái chỗ nấu đồ đó các bạn. Đấy, hình cái lò nung ấy. Vậy thôi bây giờ mình sẽ lấy một ít cái yên cưỡi, một cái yên cưỡi thôi, mình qua mình bắt cái con ngựa xương mà mấy tập trước mình gặp ấy. Đấy, để không thôi nó despawn đấy các bạn à, nó despawn hết vài con rồi đấy, giờ chỉ còn có một con ở phía bên mấy con rùa lúc trước thôi. Giờ mình sẽ lấy một cái yên cưỡi này. Đó. Rồi đi bằng bánh và có gà ấy, mình cũng lười cho mấy con cừu nó ăn á các bạn. Ô thịt gà quá trời này. Vậy vậy là tập sau mình có cái thức ăn mới để ăn rồi các bạn. Vậy sao ta, có nên cho nó ăn tiếp không? Ok tí về đi. Đó, giờ mình sẽ rước em ngựa xương về. Đây bé ngựa xương đây nè các bạn. Đó, con này không cần phải thuần phục gì đâu, chỉ cần ngồi lên và đặt cái yên rồi chạy thôi. Đó, nó còn có skill đặc biệt là bơi dưới nước cơ mà. Đấy, họ thấy ghê chưa. Đó, chỉ có ngựa xương, mình thấy có ngựa xương mới làm được điều này thôi cơ mà. Ồ, hấp dẫn chưa, hấp dẫn chưa. Đấy, ok bây giờ quay trở về nhà thôi. Nhưng mà con ngựa xương này có cái điểm yếu là khá là ít máu các bạn. Đấy, nó chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cục máu thôi. 7 tim là như là 14 máu thì phải. Ừ đúng rồi, 14 máu. À, chạy vừa nhanh mà nhảy cũng cao nữa này. Ui giời ơi. Rồi vô. À, mình được, bây giờ mình được như ta. Hai con ngựa. À, hai con ngựa xương và hai con ngựa bình thường. Đấy. Và bên kia ấy, có mấy con lừa, chắc tập này mình cũng bắt về luôn các bạn. À, con lừa thì nó có chức năng đó là chở rương. Đấy, mình khá là thích nhưng mà có điều nó chạy không được nhanh nhé các bạn. Đây lấy hai cây nữa. Đó. Đây, rồi đi thôi. Nó ở cũng gần nhà mình thôi. Đâu bên đó đó. Đó 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 đó. Đấy, mình gặp được một con rồi kìa. Đó. Vậy vậy vậy. Sắp tới mình sẽ cố gắng kiếm cái giáp kim cương đó các bạn, giáp ngựa kim cương ấy. Nhìn nó khá là đẹp luôn. Rồi, giờ bắt em nào đây. Ơ, nãy mình gặp hai em lừa mà ta. Ô. À kìa kìa kìa, một con trên kìa. Hãy bắt con xa trước đi. Đó. Boom, mấy con ngựa kia leo tuốt trên núi luôn. Và ở thời gian sắp tới chắc mình dành nhiều thời gian để xây dựng đó các bạn. Đấy, hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình nha. Đấy, ngoài xây dựng mình vẫn khám phá bình thường nha các bạn. Các bạn đừng lo là không phải tối ngày chỉ cắm đầu vào xây đâu. Đó. Đấy, ui. Nếu các bạn thích mình xây cái gì thì nhớ comment nha. Đấy, Lập sẽ đọc và xem cái ý tưởng nào hay mình Lập sẽ xây cho các bạn xem. Rồi giờ về thôi. Hồ em này cũng khá khá máu. Vậy mình ở đây còn trống, còn trống một chỗ này. Mình mà ở đây thì nó có thể đi ra được, tạm thời cho nó vô chung đây đi. Hơi chật các bạn nhưng mà không sao đâu, sắp tới mình sẽ xây chỗ ở cho nó riêng. Đấy, cho từng em một ô luôn, chứ bây giờ tạm thời cho mấy em ở trong cái trang trại đi. Đó. Rồi giờ mình sẽ check in cái cái chỗ farm mình cái đã, coi nó được bao nhiêu rồi nha. Ồ. Wow. Hấp dẫn chưa? Ý mình làm ít đó các bạn. Cái này mà làm nhiều ấy không đủ chỗ để chứa đâu. Đấy cho nên mình làm mới làm có kiểu như một hàng thôi. Ồ ở đây còn một em này. Ok, dắt em luôn. Rồi, ok mình đã thuần phục xong em này rồi. Đấy, giờ cho em vô đây đi. Vậy. Trong chuồng này khá là đông luôn này. Đấy, đủ các loại ngựa luôn. Rồi, và tập này chắc mình dừng tại đây các bạn và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo. Nếu các bạn có yêu cầu xây dựng gì ấy thì nhớ comment nha. Thời gian sắp tới Lập sẽ bắt đầu tập trung vào việc xây dựng cũng như là khám phá và thực hiện mấy thành tựu trong mai thế giới Minecraft này. Và ok, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Bye bye.